Trước việc thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai việc cách ly xã hội ở mức độ cao nhất, tối ngày 22 tháng 8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch của công an các đơn vị địa phương trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo đó, Công an quận Liên Chiểu đã tiếp nhận phân công cán bộ chiến sĩ tăng cường cho công an 5 phường trên địa bàn đảm bảo 3 tại chỗ, giữ gìn bảo toàn lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ. Qua việc tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an quận đã xử lý nghiêm gần 100 trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch. Phần lớn người dân đều thấy rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh nên nghiêm chỉnh chấp hành việc ai ở đâu thì ở đó. Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao sự ra quân quyết liệt và đảm bảo cho thành viên của mỗi hộ gia đình đều được luân phiên đi lấy mẫu xét nghiệm nhằm sớm tách F0 để quản lý theo dõi sức khỏe, cắt được nguồn lây trong cộng đồng. Chỉ đạo Công an các phường trên địa bàn quận tiếp tục chủ động nắm tình hình, vận dụng và xử lý linh hoạt các tình huống người dân cần giúp đỡ, chăm lo mọi mặt đời sống, không để bất cứ trường hợp nào gặp khó khăn mà không được hỗ trợ, chung tay cùng chính quyền dập dịch trong thời gian sớm nhất.